Hello anh em nha. Anh em làm khóa sau mấy cây này thì anh em không thể nào thiếu những cái này được. Cái này giờ chuẩn bị rất nhanh hư. Cái công tắc đánh thức ESU này. Cái này của Vision 2021 này. Đó, chuẩn bị bây giờ nó sẽ hư công tắc đánh thức này. Nó không dập mát cho ESU được nha anh em. Anh em nào nhân tay mỗi người khoảng vài con không có hết. Giá là rẻ. Rồi tiếp tục cái hộp này là hộp của SH này. Nó có công tắc công thức trong này. Rồi cái đó là cái này. Giờ nó hư khá là nhiều nha anh em. Nó đơn giản giống công tắc đề, công tắc sit-top thôi. Nhấn ra nhấn vào nhiều này nó sẽ hư. Nó chỉ là cái tiếp điểm thụt thò thôi mà. Nhấn vào thì thông, nhả ra thì ngắt. Chia sẻ nha, cái này về khóa nha. Cái này là hư công tắc, mình hay công tắc này. Gắn vào là xong. Tiếp tục mình sẽ mô phỏng cho anh em về cái SH. Anh em nào ok mỗi người vài con nhá. Còn mấy chục cái công tắc à. Là hết. Anh em chỉ cần nội ngồi nạy ra cái anh em thay phát là xong. Đó. Ok, cái này nằm ở đây này. Người ta mở nốt mấy cái nắp nhựa ra thôi. Dễ hơn là tăng sên. Giờ nó hư khá là nhiều. Rồi các bạn sẽ lấy cái bệ nhựa ra, cái bảo vệ này ra này. Được chưa? Mấy con vít. Và đồng thời nó sẽ hở công tắc đánh thức này. Đấy, các bạn chỉ cần bắt và các bạn thay vào thôi. Rồi, nó con vít. Comment anh em. Nhớ hư khá là nhiều. Đây. Để khi các bạn nhấn vào thì đương nhiên nó như cái công tắc đề hoặc là công tắc còi vậy thôi. Nhấn vào thì đương nhiên còi không kêu hoặc là đề không được. Thì cái này nó sẽ rất lợi hại cho cái ổ khóa thông minh Smart Key. Nó đánh thức cho hộp ESU nha. Thì lúc này ESU mới kích hoạt cho cụm từ để mở. Và trong bộ phận khóa thì hai món này cực kỳ rất nhanh hư. Thì các bạn sẽ lấy cái công tắc đánh thức các bạn thay vào là xong. Đấy. Đấy, anh em thay vào và anh em lại bắt con vít vào. Giờ mình làm mô phẩm cho anh em là xong. Đấy. Thấy chưa? Cái này các bạn sẽ siết sau cho một chút. Rồi. Rồi lấy luôn cái đấy nhé. Đây. Đó. Rồi thấy không? Rồi chúng ta sẽ bắt lại hai cái dây cắt ra. Chúng ta sẽ lấy dây gen chúng ta hơ lại rồi chúng ta thay cái công tắc đánh thức. Còn tiếp tục ở trong này nó là cái cuộn từ nữa. Rất dễ hư nha anh em.
Rồi hai chân cuộn từ này được SU điều khiển nó. Nó sẽ dập mát cho cuộn từ này. Hít người lên này. Kéo lên này. Cả nhà thấy không? Rồi đóng lại. Comment anh em, comment bình luận. Alo. Phải có anh ơi, anh rút ra dưới ba cái giắc ba pha là anh đo phải có 7-8 V nha, không có anh chết IC nha. Anh đè im ru luôn rồi, đè rồi lên có nhảy không? Anh thay bình mới chưa? Anh phải rút cái giắc ba pha ra, anh đo từ ba 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 pha từ cái xe xuống. Đúng rồi, ba cái giắc ba pha dây màu đỏ sọc xanh, đỏ sọc vàng đấy, đỏ sọc trắng đấy, ba pha đấy. Ba dây đỏ sọc đấy. Ba dây sọc to anh đo xuống. Bo phải bấm nút đề, bo phải bấm nút đề nha. Đó, đo bấm nút đề xem. Không được cái xe nó phải có 7-8 V nha, bo lại em ơi. Đạp nổ à? Đạp nổ cái đó anh được kiểm tra lại cái CKB rồi, mấy cái bấm điện rồi. Anh cứ đo em 7-8 V đi, để em loại trừ IC tốt đi nha. Mưa gió quá anh em ơi, mưa gió người lại đau nữa. Mạng hơi bị yếu, mình không đọc được comment. Em chuyển hàng của anh Hoàng Hải ơi. Thanh Mai, ok, em chuyển hàng của anh trai nhận được hàng, anh trai đưa tiền cũng được. Do điện thoại em đang livestream đây, nó không đọc được, em phải lấy điện thoại này em đọc. Anh em nào ok làm mấy con này. Mình về khoảng được 50 con. Cái này tất cả của SH. Cái này xe đời mới nhá, Vision. Vision mới, SH mới rồi này. Đây. Nó hư khá là nhiều nha anh em. Để trong này tiếp tục phải có cụm từ. Không có gì cả đây. Công tắc đánh thức cho SU. SU sẽ dập mát cho cụm từ 4 giây này. Thế thôi. Cụm từ này có âm dương không phân biệt nha. Nó chỉ là cụm từ thôi. Để chúng ta comment. Đây của SH nó hư liên tục. Để các bạn tháo ra, các bạn cắt cho Đình Tuấn 2 sợi dây nối lại. Là chúng ta lấy tiền thôi. Để nhấn vào. Đấy, anh em thấy không? Đấy, không có gì cả. Đồng hồ hơi bị yếu pin. Đấy. Đơn giản nó giống công tắc xít tốp thôi. Để chúng ta nhấn vào sẽ thông. Đó. Thấy không? Nhấn vào nó không thông nữa, nó hư. Tín đồ nào chuyên sờ mất kia thì không thể nào bỏ quên những cái món đồ này được. Đấy. Sờ mất kia chỉ cần đơn giản mang vào bị như vậy, tháo hai con vít này ra vào trong cái phàn làm việc, chúng ta tháo ra chúng ta thay lẻ. Vậy là xong rồi, cắt ra ngoài tiệm điện mua ít ống ghen, loại ghen đỏ, ghen nhỏ đấy, ghen đốt đấy, xò cái đốt cái là xong. Cái này cũng vậy, cái nào cứ dập đây nhiều nó sẽ chết, chết. Cắt một cái nối hai sợi dây này vào đó là xong. Dây nó rất chắc chắn nha anh em, nhìn dây đồng rồi nó hư công tắc thôi. Rồi cái dây đồng này thì anh em phải yên tâm rồi, nó dài cui chắc trong này phải mấy chục ruột. Dây điện tuy nhỏ thôi lõi rồi. Rất cứng nha. Đấy, làm rất bảo đảm, nó hư là hư công tắc.
Để rất nhỏ, cái này nước vào hư ngay các bạn. Cái này đi tiệm rửa xe nào có xịt nhiều ổ khóa là hư nha. Nó bị mo ve và đồng thời nó không ăn tiếp điểm. Đó là anh em nào tính đồ về Sparky thì các bạn không thể nào quên cái này được. Làm một phát lấy 4 lít. Được chưa? Đây là mình đang mô phẩm cho anh em loại khóa mới bây giờ. Khóa mới. Ngồi trong bàn ăn bát vàng là ở đây. Phải gọi nhiều quá mình nghe phải cả. Alo. Có cái 7-8V mình bóp đi để mình rút cái lắc bao pha bóp cái 7-8V này. Mình có tiêu xe rồi. Để thằng đo 20V. Một cái đo ra mát. Que kia. Que kia từ pha 1, từ pha 1, từ pha 1. Rồi nó còn có 7-8V được nhé. Có anh trên có con đi xe nào đó mượn lắp vào khóa chìa con đen đen đấy anh, con đen đen đấy hơn 1 triệu cục. Anh phải đo là nó phải đưa điện áp xuống rồi. Dạ. Chết mặt đề anh. Được không? Giờ lấy chết mặt đề. Anh thấy cái bình cố gắng rồi. Anh đo em 6 sợi dây kia. Anh đo cho em 4 sợi dây kia CTB. Cho em bị áp bao nhiêu. 2 dây kia là 12V rồi 4 dây. Trắng đỏ trắng đen. Ở trong biển cọc vàng theo cái 7-8V thôi. Rồi đo 4 dây kia còn lại 7-8V không. Bây giờ có IC bỏ bằng rồi á, rồi ý kiến IC mượn IC bỏ bằng. Bữa nào đầu tư thì cửa hàng cục IC đổ vứt đấy, có xe vào là tiêm. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Bữa nào lấy gì comment em. Hello mọi người nhá, tín đồ của Sparky nhá. Làm Sparky thì không thể nào thiếu những cái món này. Đó, dây điện chắc. Cắt vào cái các bạn, ốp vào là xong. Giờ. Đây. Lượng sát. Này mình kiểm tra hết rồi nha, mình đo đồng hồ thông hết. Này. Đo ok hết mới đưa cho anh em. Đây. Được rồi không? Nhà này nhấn này mưa anh em không nghe không mặt nữa. Lượm lúa thôi ok lên mình uy nhá. Đấy, các bạn nào có cái gì thì có, chưa mình chia sẻ cái gì mình chia sẻ. Mỗi người khoảng 5-10 con. 5 con nó rẻ để đó về nhà thay một cái lấy lại vốn. SH Vision mới. Còn cái loại mà AB thì không có công tắc đánh thức. Nó dập mát ở trên công tắc đề. Dập mát cho hộp SU.
SCO lúc này nó sẽ dập mát cho cụm từ thôi. Chia sẻ anh em ơi, cho anh em nào làm sống bất kỳ các bạn biết. Đấy, chỉ có mấy con vít dễ hơn thay cái ruột. Cái quan trọng là mở nhựa ra, mở được cái hai con vít này để lấy ổ khóa rớt ra ngoài thôi. Còn cái này nó chỉ là cái tiếp điểm đóng mở, nó như ổ khóa thường thôi. Cái quan trọng là SU nó dập mát cho cụm từ này xoay được cái đúng khóa. Thì đầu tiên các bạn phải cần cái công tắc đánh thức. Đấy, các bạn nhấn vào. Đó này. Rồi chúng ta sẽ đo 2 sợi dây này. Thấy chưa? Tốt. Mỗi người vài con. Về nhà chúng ta phòng thủ. Nó như một liều thuốc ấy. Như một liều thuốc kháng sinh, khi chúng ta đau là chúng ta sẽ uống ngay. Comment comment nhé cả nhà. 1 4 6 8 10 sợ 1. Về nhà bỏ trong cái tủ á, tiêm dễ ăn lắm. Không gì khó cả. Chia sẻ cho anh em vào cũng biết. Làm sớm bất kỳ thì có cái gì đâu anh em. Bọn chết hộp là mình sẽ là copy thay hộp thôi. Mưa to quá, này mưa sắp ngập rồi. Hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười sợi. Xin chào mọi người, comment nhé mọi người ơi. Đó, đồ mình đo kiểm hết cho anh em thông thoáng hết nha. Về nhà lắp vào là xong. Nó nhỏ, nó có vỏ đấy. Nguyễn Thu comment em Zalo anh trai ơi. Ok, không hết. Và Zalo giùm em anh trai ơi. Zalo giùm em đi, không hết. Về nhà thay một con, lấy vốn, dư vốn. Về nhà thay một con này dư vốn. 10 con này, mua 10 con này, về nhà thay một con dư vốn. Zalo em này. Ôi giời ơi, chuẩn bị nó hư hết giờ. Mới ông rửa xe xịt vào đây thì nó hư hết. Nó như cái công tắc xích tốp anh em thấy không, nó cũng hư. Công tắc đề đấy, công tắc còi, mô phẩm như thế thôi. Hư hết. Chẳng qua anh em chưa gặp, tôi chưa gặp có mà đầy. Còn từ em còn có vài quận thôi anh ơi. Đây. Còn từ em còn có vài quận thôi của IA này. Chập trà chập trờn, IA to. Cái này AB này. Cái này SH này. Còn có vài quận này. Để về nhà các anh cắt dây bọc gen vào. Anh em mua ít gen. Gen đốt đấy. Gen màu đen đen đấy. Cắt phát xoa le 2 sợi dây ra cái. Quấn một cái vào như thế này. Lấy mỏ hàn, hàn đẹp cái bỏ gen vào quấn như thế này. Được chưa? Hàn gen vào cái là xong, xỏ gen qua cái là kết thúc. 5 phút lấy tiền.
cắt so le em, hai sợi dây để so le ra. Zalo cho em đây nhá, rẻ òm. Lấy về nhà và để dành và chia sẻ cho anh em nhé. Về nhiều lúc chúng ta lại chia sẻ anh em. Khóa sờ mất cây này dễ ăn lắm anh em ạ. Sờ mất cây này dễ hơn thay cái xăm. Em dám đảm bảo anh em luôn. Đó nào có thời gian dặn chỉ hướng dẫn anh em sửa SU chơi nhá. Đo hết rồi. À thân ba. Mỗi người vài quận rồi lấy thêm cái gì nữa bỏ bao luôn. Nguyễn Đương cơm gì ăn, em mới ăn sáng đây mà. Em có khoảng mấy chục con thôi, không có nhiều. Hàng này không có dễ kiếm. Nhiều lúc anh em không biết gì, anh em bỏ hộp ép xưa, bỏ ổ khóa này nó phí. Anh em hiểu không? Thay cái này vào lượm lúa. Đây cuộn từ em mở ra, em thay cái cuộn từ cho anh em xem này. Có một con vít đây. Đây nó này. Thấy chưa? Đấy, vít này. Phát là xong, nối hai sợi dây cái lượm xác. Hai sợi dây này không cần phải phân biệt. Hai sợi dây nào cũng được. Nó là nguồn âm và dương thôi. Tùy chọn. Chết rồi, rơi đâu cái rồi, đây rồi. Zalo cho anh em ơi, mỗi người vài con. Có công tắc đánh thức của SH0 bóp phanh bên trái có anh ơi, thằng Lộc. Đây. Có hết. Đây đúng không ạ? Đây cái này vào trong hết thì hơi bị chua này. Đây cái này của SH. Cái này vào trong hết thì hơi bị chua á. Đây. Nó có đề và xích tốp. Công tắc hãm. Cái này vào trong hết hơn 400.000 con. Đây. Rồi anh em nào cần comment luôn của SH. Mè trong hết nó bán 450 phải. Em đồ gì cũng có hết nha, yên tâm. Đấy, chúng ta chỉ cần bắt vào là xong. Ngồi xoay con vít này, cầm cái con vít này. Ngồi xoay vặn con vít cái lấy tiền. Được chưa? Ngồi xoay con vít tẹt 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 cái lấy tiền thôi. Đơn giản trong này nhiều anh em đi mua ổ khóa. Có nhiều ông đi thay ổ khóa, phí ghê gớm. Thay làm gì ổ khóa anh em? Ổ khóa này nó khó hư lắm. Trừ khi đập bể thôi. Zalo cho em mọi người ơi. Ở ngoài em bao xài anh em ơi. Zin nó cũng hư mà. Cái này zin cũng hư mà. Hàng bao. 400 mấy kia mua trong hết về nhà còn hư lên hư xuống. Giờ zin lô lẫn lộn hết. Zin cũng chết mà không zin cũng chết. Bao xài bao sống. Ok, em có 50 con.
50 con mới anh em, khoảng 5 con nó rẻ òm, cái này có mấy chục ngàn. Mấy chục ngàn con à, rẻ. Ờ, em chia sẻ ổ khóa bi sơn này này. Được chưa? Ổ khóa bi sơn này nó có hai loại ổ. Yeah, có một cái loại ổ thì chúng ta sẽ có công tắc này, chúng ta bắt vào nó có cái lỗ này. Con vít đây. Thấy không? Rồi, chúng ta sẽ cho camera xuống đây, vít. Còn công tắc này của bi sơn khác thì nó không con vít, thì anh em có nó có cái gì? Nó có cái lông đen ở đây thì anh em siết nó vào là xong. Ở đây nó có chân này, tương tự với cái lỗ này. Thấy chưa? Đấy. Còn cái ổ khóa nhiều cái loại nó có cái lỗ này thì chúng ta bắt con vít vào, nó cũng có cái ngàm. Thấy chưa? Này. Đấy. Rồi, cái này sẽ là cái giữ thôi. Giữ công tắc này nó không di chuyển thôi, để nhấn vào nó dập mát cho cái con SU thôi. Đây. Còn nhiều cái này anh em không có cái lỗ chúng ta khỏi cần. Được chưa? Rồi chúng ta cũng bỏ vào, bắt bẹt nó lên cái là xong. Nó chỉ là cái giữ công tắc này thôi. Đấy, cho nó khỏi chạy. Để chúng ta tư duy ra một cái là chúng ta sẽ lấy tiền ngay. Đây. Chúng ta lấy cái bát kẹp to hơn một tí, chúng ta bắt nó lên đây phát. Ở trong này mà, rớt xem nào được. Rồi. Xong. Rồi, rất đơn giản. Rồi, hai sợi dây này cắt buộc phát, dây to này anh em, dây nó dày lắm. À, 350 ở đây, 450. Thần đạt, tùy theo hét nó bán. Tuổi thọ bao nhiêu lâu thì quan trọng là bóp nhiều bóp ít ăn. Muốn khỏi hư thì đừng có bóp. Làm việc nhiều sẽ hư thôi. Nó giống con người chúng ta vậy thôi. Chúng ta sút BNT nhiều thì nhân dụng thôi. Một đêm chúng ta cứ làm 3 quả thì nhân rớt thôi. Xe cộ cũng vậy. Công tắc cũng vậy mà anh em. Một tuần sút khoảng 3 quả BNT thôi. Một tuần làm cho 7, 8 quả đến 10 quả thì nhân đi thôi. Nhân đi gặp ông bà thôi. Đúng không anh An Đạt? Tuổi thọ thì em chẳng biết được. Cái quan trọng là người xài nước có vô nhiều hay không, có mo ve nhiều hay không thôi. Anh em nào cần cho SH thì comment. Rồi, công tắc này có hai chế độ, sit top và khởi động công tắc hám. Đúng không? Không xài cũng hư. Bây giờ về nhà lấy vợ về nhà không xài cũng hư, xài nhiều cũng hư thôi. Xài vừa phải. Mà lấy vợ về nhà không biết xài thì thằng khác lại xài. Rồi vậy là xong. Đấy, chúng ta bắt nó vào lại lượm lác, lượm lúa. Con này cũng vậy. Cứ bảo vào cái bàn làm việc mà ngồi mà siết siết sẽ lượm lúa hết. Rồi nhấn này thôi, có cái gì đâu anh em.
thế thôi, rồi mang lên xe lắp vào lượm lúa, chỉ có lượm lúa thôi. Quên chưa bắt cái này vào. Anh Tuấn ơi, trên mặt bơm xăng thay đi anh ơi. Thay đi anh trai, đó nó rẻ tiền mà thay bỏ đi anh trai ơi. Và cái này anh em chịu khó làm nó dễ hơn bơm hơi vá lốp, lượng tiền lại nhiều. Lượng tiền lại nhiều nha anh em. Comment này. Mỗi người 5-7 cái vào cái Zalo này nhá, để em địa chỉ. Thì em báo giá cho, được thì lấy. Rồi xong, nếu chúng ta thay thế vào, đơn giản bây giờ lắp ra xe phát, kết thúc. Rồi hoàn hảo. Rồi cái chỗ này là cái bát mở yên. Rồi cái này Vision mới. Rất dễ cho chúng ta. Xong ngay lại đẹp như mơ. Rồi. Không có gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Không có gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều. Có 4 con vít thôi anh em ạ, không có gì đâu phải vất vả, càng mới càng dễ sửa. Nhây 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 cả lớn tiền. Chào ông Nguyễn Hải Minh, chào ông lớn ở Hải Phòng. Ông lớn có chơi được cái món này không? Làm cái bảng chuyên sờ mất kia đi mà chơi cái bảng này ngon đó. Cô tèo ra lấy cái thước đo cái bảng ngoài kia ngang bao nhiêu, dài bao nhiêu, cô tèo in cái bảng đấy.
Lạm phát 5 lít. Ai cho chúng ta? Bởi vì cái sự đẳng cấp của chúng ta học được, chúng ta phải lấy tiền thôi. Sửa 100k đi ngủ cho nó khỏe rồi. Thằng Đạt sửa có được 100k không sếp? Sửa 100k đi ngủ. Riêng khóa sờ bức cây này mà làm 100k tốt nhất đi ngủ. Làm cái gì cho nó... mất chất vậy anh. Mẹ con này hạ xuống phải tầm mẹ 4-5 lít từng tay ga thì Tuấn mới sửa. Thợ mang tới phải 2 lít, không có là lướt, đi thay mới. Làm chúng ta làm bằng tay nghề, làm bằng trí tuệ. Không thể nào làm phá giá được mấy cái này được. Không phải là những con xe cúp, xe đam hay cục IC 50, 30 khỏi giá được. Cái này vào mẹ nó không mở được, nó đủ thành phần. Hư công tắc, hư quận từ, mẹ chết cả hộp SU. Khá là nhiều xong. Nên là quan tâm thì Zalo nhá. Cái này có khoảng 20 con thôi. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 20 phát. Mở tua nhiều quá mà anh trai. Mẹ anh trai tôi mở tour nhiều quá, mẹ Covid. Rồi anh em nào tín đồ số mấy cây thì comment. Còn anh em nào cần máy chuẩn đoán rất là ok luôn, comment luôn. Chiều nay mưa gió chẳng làm cái gì, toa hàng ít ship, đấu với rắc của Vision SH mới vào. Cái này làm việc có bao nhiêu chân đây? 39 chân rồi. Mày là mát rồi. Mặt trùng. Hồng sọc xanh. Hồng sọc xanh, hồng sọc đen. Nâu sọc đen, đen, nâu sọc đen, nâu sọc đen, nâu sọc đen lắm thế. Hồng, chiều nay đưa nó vào bờ luôn, trên cái mô hình này luôn nha anh em. Cho mày test IC chạy đủ các kiểu, vô. Chân tay nó mệt, nó run lập cập hết rồi. CKB trắng đỏ, trắng đen, trắng xanh biển, trắng sọc đen, CKB, CKB một em. Cái dây này, cái dây bảo mật so với kia này, xanh biển sọc đỏ này. Tí nó đấu vào luôn nhá cả nhà nhá. CKB này, CKB này, xanh biển sọc vàng, trắng đỏ, trắng xanh biển, trắng sọc đen này. Đó.
Rắc này 2, 4, 6, 7 rắc. Này 2, 4, 6, 8, 10, 12 rắc. Rắc thứ 2. Rắc thứ 3. 2, 4, 6, 8, 10, 12 rắc. Rồi đếm chắc đấu phật phật. Rồi tí nó phải chạy nha anh em, có cái xe lắp cái mô hình này lại chạy tiếp. Rồi cái này bảo mật này. Chỉ tra sơ đồ rồi đã. Hồng sọc trắng ECT đồ. Kim phun đồ. Đấy. Mát trung cảm biến. Đèn cái này 12V sâu khóa. Rồi vô nha. Chiều nay sẽ cho nó vô. Em chia sẻ cho thầy đi anh em ơi. Phong mô tô xin chào anh lớn nha. Oxy kê 39 chân. Anh em có đặt câu hỏi gì về không ạ? Anh Thành Đạt ok anh trai. Nhặt đâu về đấy em, anh đang phải đóng cửa 14 ngày rồi nhặt ở đâu? nhặt ở ngoài đường ấy. Cái này nhặt ở ngoài đường ấy. Đúng rồi. Anh em có hỏi gì về gì không? Cần tâm tư, cần chia sẻ cái gì không nhỉ? Thôi chỉ có chia sẻ về khóa thôi. Chia sẻ nhiều quá nó bị loạn hết. Đúng không anh em? Chia sẻ về khóa, chia sẻ nhiều quá nó loạn mất. Gì? Vũ Thi gửi máy và áp bơm cho em chưa? Vào Zalo dùm mình đi bạn, anh em. Vũ Thi ơi, vào Zalo dùng cái. Máy gì? Máy chẩn đoán á. Anh em muốn máy gì? Vào Zalo đi anh em. Tám triệu rưỡi, 9,8 triệu tặng nhất cả online luôn. Bản full là 18,8 triệu. Mua tặng quà cho anh em còn mới này 8,5 triệu. Mới lên keng. Rồi 8,5 triệu. 8,5 triệu, 9,8 triệu. 9,8 triệu là làm full sổ bên kia. Vũ Thi vào Zalo dùng Đình Tuấn các bạn ơi. Vào cái Zalo dùng cái anh em ơi. Chào bác, cơm nước chưa, đại lượng chưa? Mới anh ơi, mới. Con này chuyên remap mở tua 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi, 9 triệu 8. Và 18 8. Và 15 8. Nó cao thì nó thêm được cái chức năng mở tua nhiều. Còn ít thì không được mở tua nhiều. Còn tất cả chức năng như nhau. Còn con này hơn 8 triệu. Tặng cho anh em phần quà nho nhỏ làm kỷ niệm. Ok anh em này, chốt một con nhá. Chuyên để mở tua. Đây con này chuyên mở tua là mở như thế này này. Mình sẽ review cho anh em luôn này. Review cho anh em mở tua luôn nhá.
Đây mình sẽ mở tua cho anh em con Winner. Và chúng ta có thể ọp luôn key nha. Ọp luôn key, smart key. Được chưa? Rồi. Bây giờ con 8 giờ rưỡi này, ọp key này. Rồi bây giờ khách hàng không muốn xài smart key nữa này, họp key này, được chưa? Rồi cái này chúng ta chưa đồng bộ này. Rồi 8 triệu rưỡi làm được cái gì? Anh em chỉ cần đi lấy cọng cáp của nó thôi. Được chưa? Rồi các bạn kết nối vào cái cổng DRC thì sẽ bật cái điện lên cho anh em thấy nét. Họp bỏ key luôn, bỏ chức năng bảo mật. Rồi anh em chỉ cần cắm vào là xong. Chúng ta ọp thẳng qua cổng K-Line luôn. Rồi anh em mở công tắc máy lên, mở tua luôn nhá. Xong cái này mở tua luôn. Rồi. Chúng ta bị mất đồng bộ đúng không? Đó. Rồi. Chúng ta vào đây. Chúng ta vào Remap Canhin. Rồi chúng ta ọp này. Chúng ta ọp bỏ cái smart key này, ọp bỏ cái chức năng tính năng bảo mật này. Đó. Rồi, anh em chờ một giây lát này. Cho camera thấp xuống này. Đó, anh em sẽ ọp, tí nữa chúng ta sẽ remap nó luôn. Mở tua luôn nhá. Rồi chúng ta sẽ ọp bỏ chức năng smart key.
Rồi tí nữa chúng ta sẽ mở khóa lên, nó sẽ là ok nhá, chia sẻ nhé. Cái này chuyên để remap of key. Thì chúng ta sẽ remap luôn trên cái con máy này để dành cho anh em remap op key đủ các kiểu. Để chúng ta cần gì chúng ta comment vào Zalo. Thành đạt ok, bảo hành 1 năm anh em ơi, bảo hành máy 1 năm cho anh em yên tâm và sử dụng. Khó khăn cái gì comment tay ga thì Tuấn lo hết. Rồi, cứ yên tâm sử dụng. An Đạt nhận máy cho anh. Remap đi anh. Off luôn chức năng bảo mật Sovanki. Và chúng ta chỉ cần đơn giản xuống khóa chìa nữa là lắc cái là xong. Mở tua chưa anh? Kim phun thay chưa anh trai? Mấy triệu bạc về nhà chúng ta khai đảo. Khai đảo. Ọp chìa luôn, ọp kỳ luôn. Bắt cái ổ khóa chìa vào cái là xong. Tít tít là sướng rồi. Chạy chậm lấy tiền nó mới ok. Thanh tâm mô tô. Nó phải tít tít từ từ lấy tiền. Kim nổ con trai, kim em tháo xe ra đấy. Hàng bao. Lượm tiền cái kim rồi. Còn cái máy nó lượm nốt chùm em luôn. Cứ xe vào là ăn remap hết cho em. Rồi. Dạ, vậy lúc này chúng ta sẽ tắt và mở công tắc máy lên. Thì chúng ta đã off cái key này thành công. Nó không còn tít tít nữa rồi. Thấy chưa? Hết xăng rồi. Đó là chức năng chúng ta off chức năng bảo mật. Con này chỉ remap thôi anh. Rồi con này thì vừa remap vừa thông số hiện hành đủ các kiểu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ off key xong và chúng ta sẽ mở tua cho khách hàng. Khách hàng có nhu cầu hụp muốn chạy cho phê tiếp tục vào Honda remap ACG. Rồi chúng ta muốn cái mức nào nó phê, khách hàng muốn phê đẩy một phát 12.000 vòng RPM OCK. Rồi nó sẽ hiển thị cho anh em Vision 2019 K44P của Sovanki đã off key V91. Máy này chuyên để remap mở tua.
Rồi anh em chốt sở mất tôn chiều nay lên đường luôn nhá. Rồi anh em nào chưa có máy phân tích dữ liệu thì comment con này. Đó, remap. Tặng nhóm học online, tặng tài liệu combo cho anh em đầy đủ luôn. Mua máy có người hướng dẫn về phun xăng điện tử hết, remap máy đủ các kiểu. Rớt tiền, anh em chọn cái nơi niềm tin xứng đáng để chúng ta lựa chọn tựa bờ vai. Bờ vai chúng ta tựa đúng chỗ. Rồi chiều nay gửi áp bơm máy cho người em trai. Rồi chiều nay hai con sờ mất tun lên đường. Đây anh em này lấy con sờ mất tun nữa này. Rồi tiếp tục anh em này lấy con sờ mất tun nữa này. Gửi em số tài khoản đi em để em chuyển khoản. Ok. Đó. Được chưa? Anh em này ủng hộ con 9.8 triệu. Con này để đọc thông số, đọc full về hệ thống khóa, Smart Key làm khóa và đồng thời remap được 3 đến 5 đời xe. Rồi chiều nay gửi luôn cho người anh em này. Và Vũ Thi nha. Ok, Vũ Thi lấy con này. Đấy. Test máy cho anh em đầy đủ. Chúng ta kiếm tiền về cái gì? Về cái tư duy sáng tạo. Chúng ta bỏ tiền đầu tư, chúng ta bỏ tiền đi học thì chúng ta phải kiếm đồng tiền, nó phải xứng đáng. Tít tít là khoái rồi. Đúng rồi, cứ tít tít này là lượm lúa thôi.
tít 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 là lượm lúa. Được chưa? Rồi, tắt bật khóa điện. Đó, bây giờ chúng ta mở tua xong thì chúng ta phải remap. Xong thì chúng ta lại off lại key. Không, nó lại về chức năng lại key, thấy không? Đấy, nó lại mở lên cái chức năng bảo mật. Đấy, tí nữa chúng ta muốn ok chúng ta lại off. Off gì? Off sờ mất kỳ. Được chưa? Thế thôi. Mở tua xong chúng ta sẽ off. Không, nó lại trở lại trạng thái ban đầu bảo mật. Đấy, rất đơn giản. Rồi, comment nhá. Đi nguyên bộ cáp cho anh em nhá. Về nhà. Đấy, cứ như vậy này. Gắn vào Honda. Remap. Máy quá trời nhiều luôn, anh em cần máy gì thì cứ tư vấn, cứ comment. Rồi, cần khóa, cần yếc, cần nồi niêu xoong chảo thì comment. Remap này thì anh em phải làm bộ này nữa này. Được chưa? Remap xong thì phải thử cái bộ này vào và cái lò xo. Đó, đóng nguyên cái bộ này vào. Còn remap này, Kenhin. Thì đơn giản, chúng ta vào cái Kenhin. Chúng ta remap nồi. Đấy, trải nghiệm một bộ nồi này vào để có sự thăng hoa khi chúng ta đã remap, mở tua nạp phai. Comment, comment cả nhà. Nhân, 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 nhân. Cần máy gì các bạn comment. Cần mô hình này comment luôn nha. Về nhà để cái tiệm nó sáng tạo. Rồi, xin chào mọi người. Anh em cần cái gì thì truy cập vào Zalo. Đấy. Để mình ship hàng cho anh nha. Chúng ta cứ nhiệt tình comment vào để vào Zalo nhá. Comment Zalo để được nhiệt tình phục vụ. Cứ tích tích là lượng nó thôi. Rồi, bơm xăng K44 Vision tụ bơm nha. Cần thì comment. Mới gửi khoảng 2-3 tụ. Vision chết nhiều. Rồi, cái này của 125 xài chung khá là nhiều. A và lắc đầu bò vân vân. Rồi, SH Modder AB 211, AB 212, AB 125 hầu như đủ các kiểu. Rồi, tụ bơm giá rẻ. Đấy, cái này gọi là cái tụ. Tụ của motor bơm. Và cái kêu nguyên là cái tổng bơm. Rồi, máy các bạn nào cần comment, comment nha. Đấy, bảo hành cho anh em hết 1 năm nha. Rồi, tặng anh em combo tài liệu nha. Tặng anh em ít bóng LED nha. Tiếng mình hàng LED tặng cho anh em ít con nha. Đây, LED đây. Ok, anh em về nhà câu dây dùm nha, mình câu chở cho anh em hết trong này rồi. À, về nhà chúng ta đo xung nha, đo xe dập mát, đo tín hiệu nha, dùng bóng đèn led này tuyệt chiều đấy, không phải lo nghĩ gì nữa đâu.
Rồi tụ bơm IC Winner IC phiêu mập IC K44 đủ các kiểu. Mình chuẩn bị mình tha phụ tùng về đây mình cung cấp cho anh em ấy. Mình đang đi vay đâu khoảng tỷ về nhà mình vay mình ủng hộ. Trời ơi. Mua máy nhận ngay quà ưu đãi nha anh em. Chẳng có cái gì cả. Này lạnh quá anh em ơi, mưa từ sáng đến giờ. Mưa quá. Mưa thấy người nó đau. Người đau run tập 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 tập. Vẫy tay xin chào mọi người, lạnh quá mặc áo khoác đi. Cố gắng sống thêm khoảng ít chục năm nữa. Lạnh quá. Tóc dài chưa hết được. Covid không dám đi hết tóc. Rồi các bạn thì anh em cần cái gì comment nhé vào nhóm học. Đêm nay tiếp tục là đêm thứ mấy, là đêm thứ sáu. Chúng ta sẽ cố gắng khoảng 5 đêm nữa là chúng ta lại chia tay nhóm học 10 đêm. Cảm ơn mọi người, khóa học này khá là đông. Thank you, anh em nào cần gì truy cập Zalo để lên đơn luôn nhá. Nồi niêu xoong chảo và bi bọng. Cũng đã chuẩn bị về mấy trăm con CKB mà 10 ngày chưa về tới đây. Chán thật. Rồi Winner chúng ta xài chung với BC và xài chung với SH 217, 218, 219 này. Chết mặt TBS bỏ ga về hụt ga cuối chúng ta thay vào lượng lúa 800 cho tới 850, nhiều nơi anh em bộc phát lấy triệu bạc. Giá ok cho cả nhà này. Vào toa TBS bộ ba cảm biến xài cho Winner và SH xài chung luôn, cắm vào cái ăn ngay. Hộp ga là múc thôi. Rồi Winner anh em nào cần mình mở tua sẵn cho anh em về nhà lắp ở trạng thái 14.000 vòng RPM, bô xăng lửa Thái. Chữ T. Mình ở đây cái gì cũng có hết các bạn. Thế đồ nhiều quá, cái nào phải sắp xếp. Đồ vít ta là đi tung cả. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những clip phía sau. Để ít nữa mình dạy online xong thì ban tối mình chia sẻ cho anh em ít ban bận nữa. Xin chào mọi người luôn đồng hành và ủng hộ theo dõi Facebook Tay Ga Đình Tuấn trong cái trang fanpage anh em chia sẻ, và anh em hãy nhấn vào theo dõi trong cái trang fanpage để được đón nhận nhiều clip. Anh em nào cần cái gì thì ủng hộ mình. Rồi nhiệt tình chu đáo khi trong nhóm học, chúng ta chịu khó học và thay đổi tư duy, mang lại cái tố chất cho cái cửa hàng mình gặp nhiều điều may mắn thành công trong cái lĩnh vực dầu nhớt sửa xe. Rồi xin chào mọi người. Chúc mọi người có buổi trưa ăn cơm ngon miệng vào ngày thứ bảy cuối tuần, ngày mai chủ nhật. Luôn luôn có thật nhiều người khách và ủng hộ những cái ngày người ta được nghỉ. Cơ quan nhà nước người ta vào ủng hộ sửa xe. Xin chào.